Khi nào mà con dọn dẹp nhà xong á, con nhớ dọn nhà kho giúp cho cô nha. Với lại á, một lát nữa con đem đồ qua bệnh viện chú sĩ giùm cô với. Dạ, qua bệnh viện chú sĩ làm gì vậy cô? Chú sĩ nhờ đem vài bộ quần áo qua bên đó. Nè, con lên phòng chú á, con lựa bộ nào cũng được. Con dạ. Nhớ chỗ rồi đúng không? Dạ, con nhớ rồi cô. Nếu mà không nhớ thì nhớ gọi điện thoại cho cô nha. Dạ, con biết rồi. Cô đi công chuyện. Ê, tới đây con kịch không? Tối nay tôi bận đi học rồi bạn. Học gì học hoài vậy? Thì phải học mới có tương lai chứ. À mà nè, ba của bạn á, tự nhiên tôi thấy thương chú ấy quá. Sao bạn nói vậy? Thì ở trong nhà chú không có dám hó hé gì hết. Ai làm cái gì hay chửi gì á cũng đều im lặng, chịu đựng, không dám nói gì hết. Này chuyện bình thường mà, tại vì trong nhà tôi ai cũng giữ hết, có mình ba tôi hiền, phải chịu thôi. Chứ biết sao giờ. Ủa, cô nói tới cửa là thấy chú, mà chú ở đâu ta? Nếu tình trạng nặng hơn, báo tôi biết sớm chứ. Bây giờ sắp phẫu thuật rồi, cứ báo là sao? Dạ cho em xin lỗi, tại vì em qua kiểm tra, em thấy vẫn còn bình thường mà. Cầm đi xét nghiệm lại một lần nữa, báo tôi biết liền. Dạ, em biết rồi. Chú ơi, con bác sĩ ơi, bác sĩ con làm gì ở đây? Có chuyện không bác sĩ? Nè, mạch đập bao nhiêu? Dạ 78. Báo cho khoa gây mê liền đi. Dạ. Chú ơi, báo chú. Báo cho phòng chuẩn bị ca mổ với chú. Con nghe sợ chú. It's been over 2 years now, but I still remember every detail of that day. It's... Ê! Ủa, cô là cô giáo dạy em hay là em là thầy dạy cô vậy? Sao em chỉ cho cô đọc không vậy? Em đầu đi! Thôi, nghỉ lao đi, mệt quá. Nghỉ lao cái gì? Mới học được có 10 phút mà nghỉ lao cái gì trời? Cô thích học thì cô học mình cô đi. Cái đồ học sinh lười biếng, mới học chút xíu mà nghỉ. Nghỉ thì nghỉ, ai là không muốn giải lao. Trời đất ơi, Nguyên, hai cái giấy này là của em á hả? Ừ. Ê, cô thích coi cái này lắm á. Chà không thích đâu ha. Đúng rồi đó. Ở đâu em có vậy? Được cho thôi. Vậy hả? Nguyên, em là học sinh đó, trong cái lớp này là cô thương nhất luôn á. Lớp con mình tôi à, mà làm như đông lắm vậy? Cho cô nha. Cho cô cũng được. Cảm ơn nha. Nhưng mà mỗi vé 200 ngàn á. Bố lên đây học liền, nhanh lên. Xin gì hở chút vậy lao, hở chút vậy lao. Lười biếng. Hỏi sao? Bố lên đây ngồi. Chú. Sao con ngồi ở đây? Dạ, chú mổ xong rồi. Con gửi chú nè. Lần sau con gửi về lấy tân là được rồi. Dạ. Để lần sau con gửi ở đó. Thôi chú con về nha. À mà ý nè. Dạ. Chú mời con ly nước. Con ngồi xuống đi, chú thay đồ mình đi. Nè, dạ. Uống nước đi. Dạ. Chú ơi. Ừ? Chút quá, chú thay áo blue ra đi, để con đem về giặt cho. Áo này hả? Dạ. Đừng lo, bệnh viện cứ giặt cho chú. À chú. Ừ? Bữa nay con mới chứng kiến chú làm bác sĩ á. Giống thầy cắt tóc không? Nè, phát vô, cắt. Con thấy thợ cắt tóc áo còn sạch hơn nữa. Vậy luôn á hả? Mm-hmm.
thư coi vở kịch đó hả? À, dạ không, con chưa coi cái đó bao giờ hết á. Chưa coi bao giờ? Dạ, tại con ở trên núi đâu có mấy cái này đâu. Nè, con không muốn đi coi kịch đó không? Chú có người bạn làm ban tổ chức á, muốn coi không? Dạ thôi, con còn phải về làm việc nữa. Đợi chú chút. Alo chị hả? Tối nay em có chuyện nhờ Tâm Ý làm giùm em rồi, cho nên chắc về hơi trễ đó chị nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ đi được chưa? Đứng đây đợi chú nha. Coi như là chú cảm ơn con luôn. Đợi chú nha. Coi như là chú cảm ơn con luôn. Dạ, chào chú. Dạ, chú ơi, cho con lấy cái điện thoại được không chú? Điện thoại con nè. Dạ, cảm ơn chú. Chú con đi. Ừ. Chú ơi, có chuyện gì con? Cố lên nha chú. Cố lên là sao? Tại vì chú ở chung với cô và ông mà con thấy chú bị ăn hiếp hoài à. Con thấy vậy thiệt hả? Với tư cách của một người đàn ông trưởng thành, con nghĩ là chú nên bản lĩnh, mạnh mẽ, tự tin và vượt lên chính mình nha chú. Hồi mua hay sao á? Ai đâu mà đi bán vé mà được tặng bao giờ. Như lại sắp tới giờ diễn rồi, không có ai mua đâu. Không bán được thì dục vậy. Em dùng hả? Vậy em cho cô nha. Đâu, tôi thể dùng chứ không cho cô đâu. Kỹ keo kiệt. Cô nói thiệt với em á, mấy cái này hả, có ma mà thèm. Không có thèm đâu, chúc em bán được nha. Kỹ đủ thứ học trò, hư đố. Ê, làm gì vậy? Cho cô đó. Cho cô hả? Bữa nay sao vậy ta? Tự nhiên tặng vé cho mình. Không cho cô vô thùng rác cũng vậy. Cái gì vậy? Hết hồn. Sao chưa chịu về? Hôm nay cô cảm thấy rất là xúc động luôn á. Nguyên. Gì? Ở đây có hai vé lận. Mình cùng đi với nhau thôi. Ôi nổi hết cái gà nè. Cô nghĩ sao vậy? Cô nghĩ sao mà tôi đi coi kịch với cô? Cô bị khùng. Chứ bây giờ gấp quá, cô đâu có kiếm ai đi chung với cô được đâu. Đi coi kịch cũng học được nhiều thứ lắm đó. Đi một ngày nào học một sàn khôn mà, đúng không? Còn hơn là em cứ ở nhà em vô lên mạng em chơi game vậy nè. Đi với cô đi. Ở nhà chơi game vui hơn. Đi coi có gì đâu mà vui. Thôi mà, đi với cô đi mà. Cô mà làm vậy nữa là tôi lấy lại vé đó. Phiền phức quá. Có suy nghĩ lại không? Mình cùng đi. Nếu mà em cứ muốn đi với cô á thì cứ gọi cho cô nha. Cô đi một mình được, cô đi một mình được. Ủa? Ôi. Sao đi dạy trễ giờ mà đi chơi đúng giờ quá vậy? Đừng nói chuyện của cô. Ủa, ai nói là nhất quyết không đi mà ta? Thì tại tôi tiếc cái vé thôi. Đi vô. Nguyên. Hả? Hôm nay đẹp trai lắm đó nha. Thiệt, lần đầu tiên cô thấy em chân diện lên. Hơi bị sành điệu luôn nha. Ý cô là sao? Gì? Ý cô là bình thường tôi quê mùa lắm hả? Tại tôi không thích nhân diện thôi. Ồ, bình thường không thích nhân diện. Ê! Ta
than nói chuyện. Gì nữa? Thôi nói luôn đi. Còn 10 phút nữa mới diễn kịch lần đó. Vô đây ngồi uống nước đi. Cho con ngồi ngắm thêm miếng coi. Ôi xanh đẹp quá. Thôi cô tự uống đi, tôi vô trước. Trời ơi, có kìa. Ôi cô đi cũng xanh điệu nữa kìa. Tâm, Tâm ý nè. Dạ. Bây giờ chú phải đi gặp người cho 2 tấm vé để cảm ơn. Dạ. Để con vô trước. Nè, con nhìn thấy sơ đồ nè, thấy chưa? Con vô ngồi trước nghe chưa? Dạ. Đi nha. Dạ. À quên nữa Tâm ý. Dạ. Con gọi điện Tâm Anh không? Dạ, con cảm ơn chú. Lát gặp nha. Dạ. Đi công kịch nữa hả? À, chú sĩ cho tôi vé á. Chú hả? Ủa mà cậu đi coi một mình hả? À, tôi đi với cô gia sư. À, chị My. Ủa, mà chị My đâu rồi? Cô đi mua nước rồi. Gặp nhau đây cũng vui quá ha. Ủa? Ủa? Anh đi đâu vậy? Đi coi kịch, không lẽ ăn cháo lòng? Người như anh mà cũng biết thưởng thức kịch nữa hả? Bộ tôi không được coi kịch hả? Anh đi với ai vậy? Cô hỏi ai vậy? Không lẽ tôi hỏi cái thằng máy? Tôi tên sĩ. Thái độ chảnh chẹ. Người như anh mà cũng bị đặt hẹn hò nữa hả? Cái tính của anh á, ai mà thèm quen anh. Tôi nghĩ người bị ế á là thím hai chứ không phải tôi đâu. Cái gì? Tôi mà là thím hai á hả? Tôi còn tuổi đôi mươi đó nha. Nói chuyện thím hai chẳng thề gì nói chuyện với mấy người bệnh nhân trong bệnh viện. Làm như tôi cũng thích nói chuyện với Dưỡng Tư lắm vậy hả Dưỡng Tư? Thím hai giỏi lắm. Cảm ơn Dưỡng. Dưỡng Tư. Không có chi, thím hai. Cái gì vậy? Ủa sao nó đứng yên luôn rồi? Có ai ở ngoài đó không? Thang máy bị dừng rồi. Bị kẹt thang máy rồi, có ai không? Mất rồi. Sao không có sống vậy nè? Ây da, xin lỗi nha, anh có sao không? Tôi không sao. Không sao rồi, tốt rồi. Gọi dùm tôi xe cấp cứu đi. Cái gì vậy Dưỡng Tư? Bây giờ này còn giỡn nữa, không sao gọi xe cấp cứu. Tôi không giỡn luôn thím hai. Tôi bị bệnh hội chứng sợ không gian hẹp. Hả? Gọi dùm tôi xe cấp cứu đi. Trời. Đã đến giờ biểu diễn, xin kính mời quý vị khán giả ổn định chỗ ngồi để buổi biểu diễn xin phép được bắt đầu. Tới giờ diễn rồi. Còn chẳng đi cái sự này sao? Kệ họ đi. Giờ có đi ra ngoài kiếm cũng không biết kiếm ở đâu. Họ có vé chắc sẽ tự đi vào được. Sơn Tùng. Ê, lần đầu tiên tôi biết tới cái bệnh này luôn á. Cho quay clip lại cái nha. Chừng nào có sống á, ở Facebook. Đừng có giỡn mà. Đừng có giỡn. Gọi dùm tôi xe cấp cứu đi. Không gọi được, điện thoại tôi không có sống. Bây giờ phải đợi cho người ta phát hiện ra mình á. Xong rồi người ta mở cửa mình mới đi ra được. Có ai đó không? Bấm chuông nãy giờ rồi. Cái gì vậy? Tôi nói to quá, anh cũng bị luôn hả? Hả? Tiếng ai nói nhỏ được không? Tiếng ai? Giờ sao giờ? Giờ anh ráng chịu xíu nữa nha. Tôi nghĩ là người ta cũng sẽ phát hiện ra mình rồi á. Tiếng ai ơi. Hả? Thì mai có thể nắm tay tôi một lát được không? Nắm tay hả? Nếu mà điều này làm cho Dưỡng Tư thấy tốt hơn thì... Đỡ hơn không? Đỡ hơn không? Đỡ hơn chưa? Không thơm. Thì mai
Thì bà có thể nắm chặt hai tay được không? Nắm chặt hai tay hả? Cầm giùm mày. Dạ, nắm chặt hai tay. Ý tôi không phải vậy. À, mà thôi cũng được. Đỡ hơn rồi. Mắc cười quá ha. Họ diễn hài mà, đâu có phải bi kịch đâu. Có chuyện gì hả? Anh Năm đi ba. Thì ra là vậy. Ở chung nhà bữa giờ mà tôi đâu có biết gì đâu. Vậy là cô vẫn chưa tìm ra ba của mình. Chắc là cô buồn lắm. À, nhưng mà theo tôi nghĩ chắc là chú đang ở một nơi nào đó kiếm tiền thiệt nhiều, sau đó sẽ quay về lại kiếm hai chị em của cô. Ừ, tôi cũng hy vọng vậy. Ừ. À, mà xin lỗi cậu nhiều nha. Tại tôi mà cậu không có xem tiếp được. Không sao đâu. Với lại một phần là tôi không có thích xem theo loại kịch này cho lắm. Ủa, hồi nãy tôi thấy cậu cười quá trời mà. Tại vì tôi là một người dễ cười mà. Ủa, nhưng mà ở nhà cậu đâu có cười đâu. Ờ ha. Dù gì thì cũng phải giải lao xong thì mới vô xem kịch tiếp được. Tôi có chỗ này vui lắm. Cô đi với tôi. Ê, Dựng Tư. Sao cô vô trễ vậy? Tại bị kẹt thang máy đó. Hả? Chị bị cái gì? Sao mà thang máy thì kẹt được? Trật tự kìa. Sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm sao?